nước bà con, nước trong Viện Hàn Lâm Khoa học Mỹ mẹo mẹo chứng minh rằng mỗi người cần bao nhiêu nước, chứ không phải ai cũng uống như ai. Mỗi lần thì chưa có công bố của Viện Hàn Lâm Khoa học, cứ nói là bình bình người 2 lít, nhưng mà phân tích ra là Viện Hàn Lâm Khoa học của Mỹ của mẹo nói rằng rõ ràng là nam thì cần cho 3,7 lít, nữ 2,7 lít, là trẻ 1,5 lít một ngày. Là tính nước này là tính tất tần tật tất cả các loại nước như trà đá, cà phê, nước lèo, bún, phở, hủ tiếu, bánh canh. Ta thiếu nước là biết ngay, nếu ta ăn ta uống những thứ đó, bún, phở, nước, bánh canh đồ cũng có nước được tính hết, cho nên nó cũng dễ đủ cho không có gì hết. Chứ không sao, bà con ta thiếu nước là biết liền. Như này nha bà con, là cơ thể mình nó đang nóng, là nó đang cần nước, nó làm cho khô môi, mệt mỏi, khó thở, cử động khó khăn, tiêu chảy, táo bón, sỏi bàng quang, sỏi thận. Mà nước đầy đủ thì nó tốt cho da, tóc, móng, mụn chân cá. Cơ thể ta rất là cần nước. Bà con chú ý điều này chứ không phải không. Cần nước vô cùng. Bởi làm sao đó làm bún, bánh, canh, phở, trong tất cả cái gì có nước, ly cà phê cũng được tính là nước. Như vậy thì nam 3,7 lít, nữ 2,7 lít, trẻ 1,5 lít, là tính tất tần tật các loại nước nha bà con. Trà đá, cà phê, nước lèo, bún, phở, hủ tiếu, bánh canh. Vậy nha bà con. Bà con chú ý, nhưng mà thiếu nước là ta dễ biết ngay. Như vậy là ta thấy cơ thể ta đang nóng, là biết nó khô môi, mệt mỏi, khó thở, cử động khó khăn, tiêu chảy, táo bón, sỏi bàng quang, sỏi thận, là chúng ta biết ta đang thiếu nước. Cho nên uống vào đầy đủ thì nó tốt cho da, móc, tóc, móng, mụn chân cá. Chúc bà con vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào nào, xin chào.